Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lập Xuất Tuyết kia đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong thời gian 2 tập thì mình cũng có ngồi đợi để cho cái cây hoa điệp khúc này nó phát triển nè các bạn ơi. Đó, nó vừa phát triển dài thêm kìa. Và ngoài ra nó mọc cũng rất là nhiều nhành và nhiều cái bông hoa mới nè các bạn ơi. Như vậy sắp tới mình có thể tha hồ lấy những cái bông hoa này để sử dụng nha. Ngoài ra thì mình cũng đã farm thêm một cái bột nhuộm rồi. Đây là toàn bộ số bột xương mà mình tìm được ở trong thời gian giữa 2 tập ấy các bạn ơi. Mình sẽ cho vào đây này đó, để lấy được những cái bụi hoa hồng. Và từ những cái bụi hoa hồng thì mình sẽ đổi ra được rất là nhiều cái bột nhuộm màu đỏ. Và mình cũng đã chế tạo được những cái gốm sành đỏ từ việc cho vào bàn chế tạo như thế này nè các bạn ơi. Đấy, công thức đó là một cái bột nhuộm màu đỏ và 8 cái cục gốm sành ở xung quanh đấy. Gốm sành thì mình có thể đào rất là thoải mái ở khu vực Misa luôn. Và mình đã chuẩn bị đụng ít cái vật liệu xây dựng rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng một cái nông trại các bạn ơi. Tại vì hổm rày thì mình nuôi cừu ở ngoài cái chỗ đất này này. Nó cũng khá là chón chón đất ở đây. Sắp tới mình sẽ dời cái nông trại mini này sang cái nông trại mới nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy thêm ít cái vật liệu xây dựng nữa. Đó chính là những cái cục đá nhẵn các bạn ơi. Đá nhẵn thì mình sẽ craft thành những cái gạch đá ấy để làm phần mái thôi. Và mình cũng đã nấu sẵn nó rồi. Bây giờ chỉ cần vô cái chỗ nấu đồ này và lấy ra thôi. Đây, đây là toàn bộ số đá mình đã nấu rồi nè. Hết số đá củi của mình luôn đó các bạn ơi. Và mình sẽ chừa một ít đi để sắp tới cần xây dựng thì mình sẽ lấy thêm sau nha. Rồi, tầm này cũng đã khá là ổn rồi. Ngoài ra thì mình cần phải chuẩn bị thêm một ít cái thạch anh các bạn ơi. Thạch anh thì mình sẽ chế tạo để làm phần trụ thôi. Cũng như là để viền cho cái nông trại của chúng ta đấy. Đây, đây là những thạch anh mình đã đào nè. Mình sẽ chế tạo ra những cái khối... khối thạch anh đâu ta? Đây, khối thạch anh đây. Mình được 2 stack rồi này. Mình có nên làm trụ không ta? Mình không biết công thức trụ nó như thế nào nhờ. Nhưng mà mình cần thêm những cái cầu hang ấy. Mình sẽ đổi nửa stack ra đi để chế tạo cầu hang các bạn ơi. Tính ra nửa stack thì chắc cũng không đủ đâu. Vậy là mình cần phải lấy thêm nhiều nhiều thạch anh một xíu các bạn ơi. Đây, mình còn một ít nè, lấy hết luôn. Rồi, mình sẽ chế tạo những cái slab trước đi. Đó. Và công thức trụ đâu ta? Đây. Trụ là cần 2 cái khối thạch anh các bạn ơi. Ok, vậy mình sẽ chế tạo thêm ít cái trụ nha. Mình sẽ chế tạo khoảng 36 cái đi. 36 cái cột trụ thạch anh nha các bạn. Còn hết số này thì mình sẽ đổi ra cái khối thạch anh hết luôn. Để tha hồ mà sử dụng nha. Rồi, tầm này cũng khá là đầy đủ rồi. Mình sẽ đem cái rương này ra ngoài và đặt cái vật liệu xây dựng xuống nha các bạn. Wow, nó mọc dài chưa kìa. Ok, giờ mình sẽ ăn thử một cái quả điệp khúc nha. Nhâm. Nó tay le mình nè. Rồi, giờ mình sẽ lấy thêm ít cái gốm sành nữa. Gốm sành là cái vật liệu để mình ốp tường thôi. Mình cần đem theo cái giường nữa. Tại vì xây dựng thì mình thường đem cái giường ra kế bên các bạn ơi. Để chúng ta có thể ngủ tại chỗ đó luôn ấy. Mình sẽ cắt bớt đá nhẵn vô đây đi. Đó. Và lấy thêm một cái gốm xanh đỏ. Rồi ra ngoài ngủ một giấc rồi sáng thức dậy chúng ta cùng nhau bắt đầu xây dựng nha các bạn. Và chỗ đất xây dựng cái nông trại thì mình đã chọn rồi. Đó chính là khu đất ở đây đi. Nó khá là trống trải nè các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đặt trước cái giường xuống cái đã. Sẽ đặt cái giường ngay tại đây nè. Cũng như là đặt hai cái rương xuống như vậy. Và cho hết vật liệu xây dựng vào thôi. Búp và cho vô đây à. Để có thêm không gian để chúng ta mang theo vật liệu ấy các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ qua đêm ngay tại đây à. Ngủ giữa trời luôn. Rồi sáng thức dậy thì chúng ta sẽ bắt đầu xây nha. Đầu tiên ấy, thì mình sẽ lấy mấy cái trụ trước. Đây mình có trụ đây. Rồi mở cái khói thạch anh này cũng như là những cái gốm xanh đỏ. Rồi tầm này lõm rồi. Bây giờ mình sẽ cái này thì mình xây cũng nó không có quá bự đâu các bạn ơi. Chiều ngang thì mình nghĩ nó khoảng khoảng 11 ô nha. Ok, mình sẽ xây chiều ngang là một số lẻ nha. Để coi sẽ đập ra rộng rộng một xíu và mình sẽ bắt đầu đặt cái trụ như thế này. Đó, để coi canh nếu không thì nó sẽ va vào cái đồi nhỏ nhỏ đó thì không đẹp đâu các bạn ơi. Mình sẽ đặt này ra một xíu nào. Chắc giờ vô đây nha. Ok, mình sẽ đặt cái trụ ngay tại đây. Đó, sau đó thì mình sẽ đếm ra bên phải khoảng là 11 ô nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, nó cách cái chỗ farm mình cũng một khoảng cách rồi. Vậy là tốt rồi đó. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái cổng vào nha. Cái cổng vào thì mình sẽ làm ở chính giữa luôn. Đây, mình sẽ cách khoảng 3 ô đi. Đó, mình sẽ đập ra. Còn cái này cũng là 3 ô.
và mình sẽ đập ra như thế này. Đó, vậy là chính giữa chúng ta có khoảng 5 ô. Ồ, 5 ô thì cũng ok đấy. Rồi bây giờ mình sẽ kéo dài. À không, cái này mình sẽ dùng cái này chắc mình sẽ dùng cái khối thạch anh đi các bạn ơi. Đây mình sẽ dùng cái khối thạch anh để làm cái cổng nha. Đó, mình sẽ lên khoảng cái này là 3. Ok, khoảng 4 ô đi các bạn ơi, để cho nó cao cao một xíu ấy, để chúng ta đi không có bị đụng đầu nữa. Rồi, cái này trụ thì mình sẽ lên khoảng 5 ô nha. Ồ, cái này là 4 ô rồi. Ok, mình sẽ lên khoảng 5 ô ở phần trụ nha. Rồi sau đó mình sẽ ốp mấy cái gốm sành đỏ lên trên thôi. Đấy, nó dài qua bên đây luôn nè. Và nếu các bạn muốn xây cái nông trại như đầy thì nên chuẩn bị nhiều nhiều mấy cái gốm sành nha các bạn. Tại vì xây cái này thì khá là tốn gốm sành luôn ấy. Đây, mình sẽ lên tiếp là 2 ô nữa là được 5 ô rồi. Sau đó mình sẽ lên như thế này. Và cái này mình nghĩ có nên kéo phần trụ ngang không ta? Ồ, mình nghĩ cái này cũng nên kéo trụ ngang đó các bạn ơi. Ok, mình sẽ kéo trụ ngang luôn đi. À, mình sẽ kéo trụ cột thạch anh như thế này nè. Đó, kéo dài qua bên đây luôn nha. Rồi sau đó thì mình sẽ... cái này đặt sai nè. Đặt như vậy mới đúng. Đó. Rồi, đập cái mấy cái khói thừa ra thôi. Rồi, giờ mình sẽ đi xuống dưới để xem coi có ổn không cái đã. Đẹp. Rồi. Wow. Như vậy thì cũng không có quá bự là ok rồi đó các bạn ơi. Vừa vừa thôi. Đây, mình sẽ dọn bịch cỏ ra trước cái đã. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái tầng trên gần gần cái phần mái các bạn ơi. Để mình nghĩ xem nào. Ok, chắc mình sẽ làm cái phần viền của phần mái trước nha. Đây mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống nè, để mình đổi những cái đá này thành mấy cái gạch đá các bạn ơi. Đây mình sẽ làm được một stack gạch đá luôn. À không, đúng rồi, 4 stack gạch đá các bạn ơi. Đó, mình sẽ đem một stack ra để chế tạo những cái cầu thang nè. Và một ít để mình làm mấy cái slab gạch đá nữa. Rồi, mình chế tạo hơi nhiều mấy cái slab rồi. Ok, chắc cũng không tới nỗi nào đâu. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ lấy một ít cái cầu thang thạch anh nè, cũng như là mấy cái slab thạch anh các bạn ơi, để ra ngoài đặt nốt vào luôn ấy. Ở đây mình sẽ viền bằng thạch anh trước nha, còn mái mình sẽ ốp nốt bằng mấy cái gạch luôn. Ở đây mình sẽ đặt như thế này. Được không ta? Cũng hơi khó đây. Mình sẽ nói như thế này, rồi sau đó mình sẽ ốp ngược lên nha các bạn. Ok, mình sẽ trèo lên đi để cho các bạn nha dễ hiểu nha. Đây mình sẽ lên như thế này và sau đó mình sẽ đặt một cái khối thạch anh và tiếp theo là một cái cầu thang thạch anh nè. Mình làm khoảng 3 lần như vậy là phần mái nó sẽ sao ta, nó sẽ không có quá cong á các bạn ơi. Đó, nó hơi nhọn nhọn một xíu thôi. Rồi tiếp theo là thạch anh nè. Đủ 3 lần chưa ta? 1 lần, 2 lần, 3 lần. Rồi ok, đã đủ 3 lần có cái cầu thang rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đặt slab đi. Đó, để cho nó đừng có quá nhọn nha các bạn ơi. Đây, đập ra cái này và đặt cái cầu thang xuống tại đây. Sau đó mình sẽ bắt đầu ốp mấy cái cầu thang. Tới đây thì mình sẽ bắt đầu ốp mấy cái slab chứ. Ok, mình sẽ bắt đầu ốp slab nha các bạn ơi. Slab mình sẽ ốp như thế này nè. Đó, và đi dày ra giữa thôi các bạn ơi, là ổn rồi đấy. Đó, như vậy là chúng ta đã được cái phần viền rồi. Làm đối diện ở bên đây luôn nha các bạn. Khói nè, cầu thang. Tiếp tục là khói và cầu thang. Khói và cầu thang. Sau đó thì bắt đầu ốp slab vào thôi, dài lên tới trên. Khi nào nó chạm vào phần bên phải là được rồi đó các bạn ơi. Đó, búp xong. Như vậy chúng ta đã được phần viền rồi. Bây giờ đi xuống để xem coi phần viền có ổn không nha, để có gì mình còn chỉnh sửa lại nữa các bạn ơi. Phần viền cũng khá là ok rồi đấy. Để mình xem coi. Như vậy mình cần phải ốp tiếp những cái gốm sành lên các bạn ơi. Giờ mình sẽ trèo lên một cái nè. Rồi sau đó mình sẽ ốp mấy cái gốm sành lại trên đây. Và ngoài ra ở đây mình sẽ làm thêm một cái kiểu như là cái cửa sổ cho các bạn ơi. Tại vì mình muốn làm ở trên là một cái gác ấy. Đây, ngay tại đây thì mình sẽ ốp tiếp những cái khối thạch anh đi nha. Khói hay trụ ta? Chắc ốp trụ thử đi các bạn ơi. Ở đây mình sẽ thử ốp trụ lên như thế này đi. 1, 2, 3 rồi. 4 ô, 4 ô không được. Ok, tạm thời là 3 ô thôi nha. Cắt ra 3 ô và lên cái trụ là 3 ô nè. Rồi sau đó nói ngang như thế này. Búp. Ổn chưa, ổn chưa? Rồi mình sẽ xuống coi. Và ngay tại đây thì mình sẽ đặt một cái cầu thang nha các bạn. Đây, ngay tại đây nè. Đặt một cái cầu thang xuống, đặt một cái cầu thang xuống. Và sau đó mình sẽ làm mấy cái hàng rào bằng gỗ sồi hoặc là bất cứ cái loại gỗ gì ấy. Chúng ta có thể ốp ngang và ốp cái hàng rào gỗ sồi dọc theo cái trụ đó thôi, là nhìn nó rất là ổn luôn á các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ốp nốt mấy cái gốm sành lên phần trên nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ ốp nốt cái phần mái nha các bạn. Đây, gốm sành mình sẽ ốp như thế này nè.
Ở đây mình sẽ đặt mấy cái khối kia vô để làm phần máy nữa. Đó, ốp nốt mấy cái gốm sành vô thôi. Ngay tại đây. Ngay tại đây và bước. Đấy, vậy là ổn rồi. Công việc tiếp theo của mình là làm phần tường thôi. Phần tường thì mình sẽ làm một bên trước nha các bạn, còn bên kia thì các bạn làm tương tự nha. Đây mình sẽ ốp trước cái phần này trước đi. Đó, cái này có thể đập ra nè. Rồi sau đó phần tường thì mình sẽ làm dài khoảng cái này là mình nghĩ khoảng sao ta. Ủa, cái này mình sẽ có cửa sổ các bạn ơi. Hai ô là sẽ có một cái cửa sổ nè. Đấy, hai ô một cửa sổ. Hai ô một cửa sổ, hai ô một cửa sổ, hai ô một cửa sổ. Mình sẽ làm khoảng 5 cái cửa sổ như vậy nè các bạn ơi. Cái này là 4 cái nè. 1 2 3 5 cái cửa sổ như thế này. Đó, rồi cái này mình sẽ đi lên khoảng 4 ô nha. Đấy, 4 ô rồi sau đó mình sẽ nối ngang. Nối ngang. Nối ngang. Ui, nhầm nhầm. Và nối ngang. Đó. Búp xong rồi sau đó mình sẽ ốp những cái cầu thang thạch anh vào để làm một cái cửa sổ nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi, để nhìn ra ngoài ấy. Đấy, ngoài ra thì cái này nó cũng đóng vai trò là cung cấp ánh sáng vào ban ngày nữa các bạn ơi, để mình cắm đuốc ít lại ở bên trong ấy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Cái này mình ốp ngược rồi. Cái cúp ra rồi sau đó đặt tiếp như thế này và búp. Đấy. Cửa sổ thì giờ cái này thì mình có thể quan sát vào bên trong nha các bạn, nhưng mà mấy con cừu hay là bò thì không thể chui ra ngoài đâu. Đó, thành ra nó rất là an toàn luôn. Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành sơ bộ cái mặt tiền của cái nông trại rồi. Công việc tiếp theo là mình sẽ làm nốt phần còn lại nha. Rồi, ok, mình sẽ vào trong để chuẩn bị thêm và làm nốt phần còn lại nha các bạn. Không sao, ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ muốn thân đã thuộc lời, để biết mình lớn rồi nên là bạn không thuộc thôi. Thiếu thuộc ta nói buồn đâu đã còn chẳng tan, nhưng ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạt, giữa trời đông giá rét hai đâu cũng có băng tan và bất kể ngày đêm mình đứng yên hay chẳng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người bây giờ rắc rối thay. Xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy. Còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chậm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta. Nhưng sao hôm nay con người khác xưa thân nhiều, một ước muốn không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn, kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan, dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước, chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối nơi trần gian, hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chìm đắm với thế giới những chiến binh giờ lưu hương. Xóa hết mọi thứ, giải cứu thế giới, thoát ra những kẻ thù gian tà. Ok, cảm ơn, mình đã xây xong cái nông trại rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm ở mặt trước một xíu nha. Mình sẽ sử dụng ít cái hàng rào gỗ sồi các bạn ơi. Đây mình có 12 cái luôn nè. Và một ít cái slab đi. Cũng như là mình cần chế... mình có cửa sập luôn. Vậy là tuyệt quá rồi. Vậy mà mình không cần chế tạo thêm đâu các bạn ơi. Giờ mình chỉ cần đặt những cái hàng rào rổ sồi ấy ở phía trước những cái trụ ở phần ở trên kìa. Là chúng ta đã hoàn thành cái mặt trước của cái nông trại rồi. Rồi giờ thì mình sẽ trèo lên như thế này nè. Rồi sau đó mình sẽ đặt hàng rào vô như thế này. Đó, đặt 3 cái thôi nha. Rồi sau đó mình sẽ đặt slab lên. Và ở trong đây để cho nó đẹp hơn thì mình sẽ đặt những cái cửa sập gỗ sỏi các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đặt như thế này nha. Ở đây thì không cần đâu, ở giữa thì không cần nha các bạn. Nhưng mà mình cũng phải đặt phải đặt thì mới đặt những block kế bên được các bạn ơi. Đây, đó, đây. Rồi, và đập cái này ra là được rồi này. Đấy, rồi sau đó mình sẽ đóng nó lại hết như thế này. Sao không? Ổn chưa? Ngoài ra nếu các bạn muốn đẹp hơn ấy thì ở chính giữa ở trên này này, các bạn cũng có thể đặt một cái hàng rào bằng sắt ấy, nhưng mà ở đây thì mình không đặt đâu. Đấy, mình thấy như vậy cũng là khá đủ rồi. Đấy, như vậy mặt trước nó sẽ đỡ đơn điệu hơn các bạn ơi. Và ngoài ra thì ở bên trong ấy, sắp tới mình sẽ xây một cái gác ở phía trên để chúng ta có thể nuôi thêm hoặc là chứa những cái thóc rồi những vật dụng cũng như là thức ăn cho những gia súc ở bên trong các bạn ơi. Rồi bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu chia khu bên trong nha. Mình sẽ chế tạo những cái hàng rào tiếp nè. Ở đây mình gần hết mấy cái hàng rào rồi. Nè, mình sẽ đổi ra những cái que. Sau đó mình sẽ grab những cái hàng rào nha. Đổi hết ra bán luôn đi. Rồi, ráp thật nhiều hàng rào thôi. Đó, mình được 50 mấy cái luôn. Ngoài ra mình cũng cần ít trụ nữa các bạn ơi. Đây, mình sẽ coi cái này đặt được mấy cái trụ quá đã. Và mình sẽ ưu tiên nuôi cừu nha các bạn ơi. Tại vì sắp tới mình cần rất là nhiều lông cừu ấy. Thành ra mình sẽ ưu tiên số lượng lớn diện tích là để nuôi cừu nha. Mình sẽ đặt một cái trụ như thế nào cho thích hợp ta. Nói ngang như vậy đi. Tạm thời là nói ngang như vậy trước đi các bạn ơi. Đó, rồi một xíu mình sẽ chia ra từng khu riêng nha. Đây, đập ra cái nè. Cái này là số chẵn rồi. Cái này số chẵn thì hơi khó chia một xíu các bạn ơi. Hay là mình đặt ngay cái trụ giữa này ta. Ngay cái trụ như thế này nè. Ở đây là một cái trụ ngay đây. Đó, mình sẽ đặt lại. Vậy, bên đây thì mình sẽ chia làm 3 nha. Đó, mỗi ô như thế này thì mình sẽ nuôi một loài động vật khác nhau. Còn bên kia mình sẽ dành hết cái diện tích để nuôi cừu nha các bạn. Một cái trụ ở đây nữa nè. Một cái trụ ở đây. Đó, ngắn lại. Và đây mình sẽ đặt hai cái cổng vào thôi. Rồi, như vậy là ổn rồi. Ở đây mình sẽ đặt một cái cổng hay sao nhờ. Giờ mình đang phân vân không biết dùng cổng hay là dùng mấy tấm thảm các bạn ơi. Mình nghĩ dùng thảm sẽ ổn hơn ấy.
Ok, chắc mình sẽ lấy thảm đi. Rồi giờ mình sẽ vào trong để lấy một ít Lenko nè, rồi chúng ta sẽ chế thảm rồi đặt lên đó ấy. Ngoài ra thì mình cũng cần phải đưa những em cừu này, em bò này, em heo này, tại vì bây giờ mình chưa có chỗ nuôi heo các bạn ơi. Trong lần này chắc mình sẽ nuôi heo luôn nhá. Và ngoài ra mình sẽ dẫn một ít bé gà vào trong ấy để mình có thể lấy thêm trứng nữa. Đây mình sẽ lấy len cái đã. Hiện tại mình có một tấm thảm nè, rồi chế tạo thêm thôi. Bước mình có 4 tấm á. 4 tấm không biết có đủ không ta, tại vì hai tấm thảm ở chỗ cù nè. Ôi mình cần chế tạo thêm rồi. Hiện tại thì cũng hết len mất tiêu rồi. Giờ mình sẽ cắt lông cừu nha. Ở đây mình còn còn ba bé cừu màu trắng nè. Cắt cái nữa, rồi được ba cục len rồi. Giờ sẽ chế tạo thêm tấm thảm nha. Đây được 7 cái luôn. Rồi ra ngoài rồi đặt vào thôi các bạn ơi. Và một tiếng nữa mình sẽ bắt đầu dẫn những mấy bé này vào nha. Rồi chúng ta đã có thể nhân giống lên từ từ rồi đó. Tại vì ở ngoài thì mình không có tiện để nhân giống ra nhiều các bạn ơi. Lúc dắt vào trong thì nó hơi mệt ấy. Rồi giờ mình sẽ đặt nốt vô đây nha. Ở đây nè, này trèo ra trèo vô rất là dễ luôn nha các bạn. Ở đây một cái nữa để chúng ta có thể, chỗ này chắc mình sẽ nuôi bò nè, còn đây sẽ nuôi gà chính giữa, và ở trước chắc là nuôi heo các bạn ơi. Đó, mình không biết sắp xếp như vậy có hợp lý không nữa. Các bạn nếu thấy không hợp lý thì nhớ comment nha, để cái gì mình sửa lại nha. Rồi, đặt cái này ra. Đấy, vậy là ổn rồi đấy các bạn ơi. Và trên đây để cho nó đẹp hơn thì chắc mình sẽ trang trí thêm ấy. Mình sẽ đặt những cái đèn lồng này, tại vì phiên bản mới này có đèn lồng các bạn ơi. Thành ra chắc mình sẽ cố gắng tận dụng những cái thứ mới để trang trí luôn. Đây, mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống, đổi ra những cái hạt sắt như thế này, và grab những cái đèn lồng thôi. Mình sẽ grab khoảng 5 cái đi. Rồi, ở đâu đặt được thì mình sẽ cố gắng đặt nốt vào để trang trí nha. Mình sẽ đặt ở đâu cho thích hợp ta. Ở cuối, hai cái cuối nè. Được không nhờ, hay là treo trên ta. Mình dự định sẽ treo trên các bạn ơi, nhưng mà mình nghĩ treo trên sẽ không đẹp bằng đặt ở trong này đâu. Mình có cách mà, mình có cách rồi. Giờ sẽ đặt ra đi, mình sẽ đặt ở bên trong các bạn ơi. Sẽ đặt trong này này. Mình sẽ làm cái này cao lên một xíu và đặt ngay tại đây. Búp bước, yeah, ổn chưa, ổn chưa. Và bên đây thì không có chỗ phân cách đấy, thành ra mình sẽ đặt cách ra khoảng 2 ô. Mình sẽ đặt vào một cái đèn lồng nha, 1, 2, đặt cái đèn lồng. Rồi, như vậy là ổn rồi nha. Còn ngoài ra cái này để cho nó đẹp hơn thì chắc mình sẽ làm một cái con đường đi các bạn ơi. Mình sẽ làm một cái con đường bằng, cái xẻng mình đâu rồi. Đây, cái xẻng mình đây. Đó, mình sẽ làm một cái con đường bằng cái xẻng như thế này nè. Đó, cuốc dài vô trong luôn. Đấy, khá là rộng rãi. Đó, để cho con đường nó nổi bật hơn ấy các bạn ơi. Rồi và ở đây thì mình sẽ chờ một ít để sắp tới mình còn làm cái cầu thang để đi lên tầng 2 nữa. Rồi tầm này là ổn rồi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dẫn những bé cừu, bé bò cũng như là bé gà vào trong để bắt đầu nhân giống lên nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi dẫn mấy bé thôi. Ok các bạn ơi, mình vừa tìm hiểu và biết được một cách để có thể biến được một con cừu bình thường ấy thành một con cừu 7 màu luôn, ngay trong chế độ survival. Đó chính là chúng ta sẽ đổi tên cho bé cừu lại thành là Jeff như vậy. Đó, sau đó mình sẽ đặt tên cho bé cừu nha. Rồi, đi qua một bển và cho một bé cừu thành cừu 7 màu thôi. Vậy, vậy là trong cái đàn cừu của mình ấy sẽ có một bé cừu 7 màu luôn. Không biết màu sắc thì nó sẽ như thế nào nhờ. Ok, giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau qua bên bển và đặt tên cho bé cừu nha. Mình cũng đã dẫn hết mấy bé này vào trong rồi. Bây giờ mình chỉ còn thiếu mỗi thỏ thôi. Tại vì hiện tại khu của mình không có thỏ các bạn ơi. Thành ra mình chưa thể nuôi thỏ được ấy. Đây, mình sẽ đổi tên cho bé gần nhất mình luôn nè. Đây, bé nào đây. Bé nào ta, hay là em bé cừu này nhờ. Ok, cho em bé cừu này nha. Búp. Đó, các bạn thấy bé cừu này đổi màu chưa? Đó. Màu sắc đã đổi rồi kìa. Yeah, đây chính là bé cừu 7 màu nha các bạn. Mấy bạn có thể tạo thành thật là nhiều mấy bé cừu như vậy bằng cách đặt cái tên cho bé thôi. Rất là đơn giản luôn. Vậy là trong đàn cừu này đã có một bé cừu rất là đặc biệt, có khả năng đổi màu liên tục này, rất là đẹp luôn nha các bạn. Nếu được thì mình sẽ dẫn bé này ra ngoài để nuôi riêng luôn, nó không nuôi trong trang trại luôn các bạn ơi. Rồi, giờ thì tạm thời cho bé ở đây và sống chung với những bé cừu còn lại nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc tiếp theo, đó chính là săn lùng cái quyển sách Mending nha các bạn ơi. Tại vì hiện tại thì mình chưa có món đồ Mending nào hết ấy, thành ra bây giờ mình sẽ cố gắng biến một anh dân làng bình thường thành một anh dân làng thủ thư và tìm cách đổi dạng quyển sách Mending thôi. Giờ mình sẽ vào trong để chế tạo một cái kệ sách trước cái đã. Cái đồ máng sách đấy các bạn ơi, mình cần khoảng 3 cái quyển sách nè, 2, 3. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo một cái kệ sách. Đây, mình sẽ lấy gỗ ra cái đã. Rồi, sau đó mình sẽ chế tạo một cái kệ sách như thế này. Tiếp theo thì mình cần một ít cái slab nữa. Đây, mình có 10 cái slab nè. Rồi, chế tạo một cái bục để sách. Đó, bục để sách nha. Rồi, sau đó thì mình sẽ đem một ít cái block cũng như là
Ok, tầm này là ổn rồi. Và quan bển để biến anh dân làng bình thường thành một anh dân làng thủ thư nha các bạn. Và các bạn nên chọn những anh dân làng mà thất nghiệp, anh dân làng mà chưa có nghề ấy, hoặc là những baby villager. Khi đó thì chúng ta mới có thể đổi nghề cho ảnh được nha. Và thời gian thì các bạn lưu ý là khoảng tầm này này. Đó, tầm mình chỉ này, cũng như là khoảng tầm này đó, kiểu như là không được quá sớm hoặc là không được quá trễ các bạn ơi, thì mấy anh sẽ không có đổi nghề đâu. Và đây chính là cái đường ống để dẫn những anh dân làng trong cái chỗ farm villager của mình nè. Đó, hiện tại thì có khoảng đó, được mấy anh dân làng ở đằng kia rồi. Yeah, mình sẽ chọn là khoảng một anh thôi. Mình cần phải lấy xe mỏ nữa. Ok, mình sẽ hoành lại để lấy một cái xe mỏ trước nha các bạn. Rồi dẫn anh ra ngoài chỗ vắng vắng rồi chúng ta cùng nhau đổi nghề cho ảnh nha. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đã đưa một anh dân làng vào trong đó rồi. Và thời gian thì nó cũng đã thích hợp rồi. Các bạn lưu ý là thời gian phải cao cao một mực. Phải cao cao một xíu ấy thì chúng ta mới có thể đổi nghề cho anh dân làng được nha. Và mặt trời xuống hơi thấp thì cũng không đổi nghề được đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái bục sách kế bên để cho ảnh đổi nghề nha các bạn. Búp. Bây giờ mình sẽ đợi một xíu để cho ảnh đổi nghề cái đã. Để mình thử đập cái này coi đánh có đổi nghề không. Hình như hơi lâu để anh đổi nghề thì phải các bạn ơi. Giờ mình sẽ đợi cho ảnh đổi nghề nhé. Hình như thời gian này cũng chưa chín mùi để cho ảnh đổi nghề hay sao á. Giờ mình sẽ thử đập ra đi. Đó, rồi đặt lại nè. Búp. Rồi. Ảnh vẫn không chịu đổi nghề. Đây là anh dân làng từ cái farm dân làng của mình, thành ra chắc chắn là ảnh chưa có nghề ngủng. Đây anh đổi nghề rồi nè. Rồi. May mắn hai. Cái này đẹp vô cây cần câu các bạn ơi. Thử lại. Để coi. Có vẻ ảnh đổi nghề hơi lâu á các bạn ơi. Đó, đổi nghề rồi nè. Búp. Bảo vệ khỏi phù nổ 2 á. Không cần, mình chủ yếu là cần mending thôi các bạn ơi. Hoặc là những cái dòng có thể ép vào cây cúp của mình, kiểu như là hiệu sức năm này, hoặc là đào nhanh dưới nước để ép vào cái mũ ấy. Đó là ba cái quyển sách mà mình đang cần trong thời điểm hiện tại. Búp. Độ mềm mại. Độ mềm mại á. Cũng khá tốt, nhưng mà thôi đi, bây giờ mình sẽ ưu tiên mending trước nha các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ ưu tiên mending nha. Rồi, cố lên. Đợi ảnh đổi nghề hơi lâu nha. Sẽ mở rộng cái sàn này ra một xíu. Rồi, tiếp tục. Nhặt 2. Tưởng đâu nhặt 3 thì tốt biết mấy. Nhặt 2 thôi, nhưng mà không sao đâu. Giờ mình sẽ cố gắng đợi có mending rồi mình sẽ ưu tiên với dòng khác nha. Cố lên. Anh ơi, cho em dòng mending đi. Giờ mình phải ngồi ở đây đợi anh nè. Đợi một xíu đi các bạn ơi. Có vẻ anh đổi nghề hơi lâu á các bạn nha. Anh cứ nhìn mình. Mà anh không chịu đổi nghề trơn á. Rồi. Đổi nghề đi, sao lần này lâu thế ta. Và cái bục sách này hình như là cũng có thể dùng để kích hoạt cái redstone đó các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa tìm hiểu kỹ về cái bục sách này nữa. Các bạn nào rành về cái bục sách này thì đừng quên comment để hướng dẫn mình nha. Rồi, để coi. Lần này thì anh không có đổi cái quyển sách enchant nào luôn. Đặt lại. Đổi này nè. Sao không ra sách ta, ra sách đi anh ơi, em không cần kể sách đâu. Rồi, giờ thì đợi anh reset tiếp nha. Có lẽ anh dân làng này học nghề hơi lâu rồi. Quét cảnh ba. Cái dòng đó thì hình như là ép vào cây kiếm thì phải. Tiếp tục, đợi cho anh đổi nghề tiếp theo coi. Đó, ten, nạp nhanh. Nạp nhanh này hình như là ép vào cây nỏ các bạn ơi, để giúp cho cây nỏ lên mũi tên nhanh hơn ấy. Đánh mặt lùi mộ. Cái dòng này hôm bữa mình mới phù phép xong này. Tiếp tục đi. Cho dòng mending đi, mình chỉ cần đúng mending thôi. Đào nhanh dưới nước nè. Cái này cũng khá tốt á các bạn ơi. Nhưng mà mình có nên làm liều không ta? Mình sẽ tiếp tục reset đi các bạn ơi. Biết đâu mình lại có mending ở mấy lần sau thì sao, đúng không? Cố lên. Lần này thì không có quyển sách nào luôn ấy. Tiếp tục. Mặt trời xuống núi khoảng độ này là mình không được đổi nghề cho ảnh rồi. Phải đợi qua ngày sau nữa các bạn ơi. Cái này cần khá là nhiều thời gian ấy, nghề cháy này. Ok, giờ mình sẽ làm nhanh mới được. Mặt trời xuống núi là không kịp để đổi nghề cho ảnh đâu. Tại vì mấy ảnh chỉ học vào ban ngày hoặc là trời sáng thôi các bạn ơi. Hô hấp thì mình không cần. Tại vì mình có hô hấp 2 ở cái mũ rồi. Giờ chỉ mình cần đúng cái dòng mending thôi. Chân lạnh. Chân lạnh ép vô cái ủng á các bạn ơi, để giúp chúng ta có thể di chuyển trên mặt nước này. Nó sẽ tạo thành băng ấy. Cái này thì không có đổi ra sách nữa. Lẹ anh ơi.
Lời nguyền biến mất. Ảnh còn đổi sách lời nguyền nữa. Ui, cái đó mình không cần đâu, mình chỉ cần mỗi cái quyển Mending thôi. Rồi, ra Mending. Mending. Không ra. Cố lên, còn khoảng 4-5 lần nữa thôi là chúng ta hết đổi nghề. Hết đổi nghề cho ảnh được rồi, tại vì mặt trời đã xuống núi ấy các bạn. Mình phải đợi qua ngày sau nữa. Hô hấp 3 luôn. Wow, hấp dẫn nha. Cái mũ mình hình như cái mũ hô hấp mình để ở nhà rồi. Cái này không có quyển sách Mending. Tiếp tục. Có vẻ bây giờ anh học nghề cũng nhanh dần rồi đó các bạn ơi. Hồi nãy mình đặt cả buổi trà anh mới có nghề ấy. Nhữ một. Nhữ lại ép vô cây cần câu, mình đâu có cần đâu. Rồi hình như là quyển Mending hơi khó để ra hay sao các bạn ơi. Lòng trung thành 3. Cái đó là hình như để giúp cho chúng ta có thể phóng cây nỏ. Phóng cái cây cái đó là cái cây đinh ba các bạn ơi, và nó sẽ tự quay lại về mình ấy. Cũng rất là hay nha. Cái đó thì chắc mình chưa cần trong thời điểm hiện tại, tại vì mình chưa có cây đinh ba bên người mà. Khi nào mình cần đinh ba thì mình mới tìm anh dân làng có dòng đó nha. Rồi giờ thì mình sẽ đập cái bục sách ra và tiếp tục thôi, còn khoảng vài lần nữa thôi. Nó mặt trời xuống tầm này nè, tầm này là chúng ta hết đổi nghề rồi. Hy vọng anh sẽ ra Mending sớm thôi, gây cháy. Nãy giờ lay quay có mấy dòng này mà anh ra hoài các bạn ơi. Có lẽ bây giờ là anh hết đổi nghề được rồi nè. Tại vì lúc mình đập cây sách mà anh không có mất nghề các bạn ơi. Vậy là phải đợi qua ngày sau rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ về nhà và ngủ một giấc đi. Rồi đợi qua ngày sau thì mình sẽ quay lại chỗ này ấy. Và cũng mặt trời lên khoảng tầm này nè. Rồi mình sẽ lại để đổi nghề cho ảnh nha. Ok, giờ thì về nhà thôi. Ok cảm ơn ơi, cuối cùng thì mình cũng tìm ra cái dòng sửa chữa rồi. Nhưng mà các bạn có thấy là tại sao anh lại bán tháng 17 thay vì là 22 không? Tại vì hồi nãy khi mà mình đập cái kệ sách này thì mình đã vô tình đánh trúng ảnh. Thành ra anh đã giận mình và anh tăng giá lên đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đổi với ảnh một lần đi, để cho anh giữ lại cái quyển sách sửa chữa này. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà để lấy Emerald ra rồi chúng ta sẽ đổi với ảnh nha. Hình như ảnh sẽ giảm giá khi mà chúng ta mua với ảnh nhiều lần ấy. Thành ra bây giờ mình sẽ chịu khó tốn thêm ít Emerald nữa để cho ảnh bớt giận đi. Ảnh bán rẻ lại rồi chúng ta sẽ mua cái quyển sách sửa chữa sau nha. Và ngoài ra thì nếu như mà có một anh dân làng đứng cạnh để trò chuyện với ảnh ấy thì ảnh sẽ kiểu như là giảm giá lại các bạn ơi. Cũng không ảnh hưởng nhiều đến mình đâu. Rồi giờ mình sẽ qua ngoài và đổi với ảnh một ít kệ sách nha. Anh giảm xuống còn 7 hay sao này. Cũng được quá chứ. Rồi giờ mình sẽ thử đổ một xô nước vô đây đi. Đó, rồi đập cái này ra để cho có anh dân làng trò chuyện với ảnh nha. Rồi, để coi. Ủa, sao theo như mình tìm hiểu thì khi mình đổ nước như vậy nè thì ảnh sẽ trò chuyện với anh này và hai anh này sẽ kiểu như là giảm giá cho nhau. Nhưng mà sau mỗi lần mình kiểm tra lại thì nó lại tăng lên này các bạn ơi. Hiện tại là 64 quyển sách, 64 Emerald và một quyển sách thì mới đổi được một quyển sách sửa chữa. Như vậy là anh tăng giá chứ anh đâu phải hạ giá đâu. Nè, nó cứ tăng nè, số cái con số này cứ tăng liên tục lên các bạn ơi. Như vậy thì không ổn rồi. Bạn nào biết cách anh biết tại sao ấy mà anh lại tăng giá liên tục ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Tại vì hồi nãy mình chỉ lỡ đánh anh trúng có một lần thôi, học mà không biết là lại ảnh hưởng nhiều như vậy ấy. Anh nhân làng bên kia thì vẫn đổi nghề nhưng mà đổi chậm quá nên mình mới sử dụng hai anh nhân làng bên đây thôi. Nhưng mà bây giờ anh cứ tăng giá như vậy làm sao mình đổi chưa ảnh được. Rồi thiệt tình luôn á. 64 Emerald. Mắc ghê luôn á. Thôi tạm thời thì mình cất anh dân làng này ở trỏng đi. Chắc qua bên kia đổi lại với anh dân làng hồi nãy quá à. Anh dân làng hồi nãy hơi khờ các bạn ơi, đổi nghề chậm lắm. Nên mình mới sử dụng hai dân làng bên đây thôi. Kiểu như hai bên đây thông minh hơn ấy, đổi một phát là được luôn à. Thiệt tình, phải giờ phải quay lại với anh dân làng này rồi. Ok các bạn ơi, không sao đâu, ít nhất thì anh dân làng này cũng không có giận mình. Hy vọng thì anh sẽ đổi nghề sớm cho mình cái quyển sách Mending nha. Rồi giờ tranh thủ mặt trời chưa xuống núi thì mình sẽ cố gắng đổi với anh này coi. Hy vọng thì anh sẽ cho mình cái quyển sách Mending sớm nha các bạn.
Ok, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được cái nông trại cũng như là có một bé cừu có bộ lông thay đổi màu sắc các bạn ơi. Và đặc biệt hơn thì mình cũng tìm được anh nhân làng có quyển sách Made in rồi, nhưng mà ảnh bán với giá khá là cao tại vì mình lỡ đánh trúng ảnh một cái ấy. Và trong thời gian diễn tập thì mình sẽ cố gắng tìm quyển sách Made in từ anh nhân làng còn lại nha các bạn. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.